rất là có trách nhiệm. Từ nhỏ nó đã biết chăm học rồi, mà biết sống tự lập. Một cô bé chu đáo, rất là khéo tay, nữ công gia chánh cũng rất là giỏi, làm nhiều món cả gia đình cũng ngạc nhiên đó. Rất là dịu hiền, nhẹ nhàng, mà biết giúp đỡ gia đình. Khi bố mẹ đi vắng ấy là chăm sóc cho bà, giải quyết các vấn đề. Tôi vẫn gọi là cô chủ nhỏ mà. Chú rể Minh Tú là một người rất là chu đáo, thông minh, học giỏi, rất có trách nhiệm. Tú cũng giống Quyên, hai đứa rất giống nhau là quan tâm đến mọi người và rất là nhẫn nại khi mà nói chuyện với mọi người, đặc biệt là người lớn. Tú á, trước khi yêu thì Tú thấy Tú rất là ăn chơi. Rất là ăn chơi nhưng mà cũng rất là thông minh, rất là hết lòng vì bạn bè. Tú cũng rất là tình cảm đối với tất cả mọi người. Tốt mà tháo vát. Khi gia đình bên vợ ấy, cần cái gì là nó có mặt ngay. Tôi mua cái này chuẩn bị từ lâu rồi mà gửi cho mẹ nó, bảo lúc nào về thì chào cho nó, nên bảo hôm nay thì sẽ chào, bảo chào trước thì chào sau, bảo là chào hôm nay, lúc nó đón dâu thì tôi chào. Love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Quyên thì rất là nữ tính, chu đáo. Mình đi du lịch với Quyên một lần thì mình biết rất là chu đáo. Nếu mình là con trai thì chắc chắn là biến thành Quyên. Chú rể chỉ một từ thôi, chú rể người rất là tuyệt vời. Tính cô dâu thi thoảng có những lúc rất là khó hờn một câu ấy, rồi hơi khó chịu một chút. Thì tất cả những cái lần đấy chú rể đều có cách vỗ về rồi xoa dịu rất là đơn giản và khiến cô dâu rất hạnh phúc. Vì thấy hạnh phúc,
Nghe, nghe là mẹ nói như vậy là cô dâu có rẻ. thế là không phải lo cái gì nữa. Just be with me. Just be. Họ Ngô và họ Lê sẽ cùng nhau ngồi chung một bàn, uống chung một ly rượu. Thế nhưng đầu tiên, sự hiện diện của quý vị là điều hân hạnh nhất đối với tất cả hai họ. Người đi mong nhanh trở về. Thật sự thì trước đây khi mà chưa yêu nhau ấy, thì mà tớ không hề, tớ không bao giờ nghĩ là tớ sẽ yêu xa cả. Nhưng mà bởi vì là Tú nên là nó đã tổ chức lên possible ấy. Hàng ngày mà tớ đang ở xa, nhưng mà mới sang chẳng hạn, không cần thiết là phải nói chuyện, nhưng mà kiểu lúc nào cũng cảm giác có someone be there. Tớ cũng không biết nói gì nữa, tớ cảm thấy là tớ còn rất là nhiều khuyết điểm. Tớ cảm thấy còn rất là nhiều khuyết điểm và chưa đi dốc với một người tốt như là Tú ấy. Bản thân Tú cũng kiểu rất là cũng gầy, cũng yếu, cũng hay kiểu ốm đau vặt vẹo ấy. Thì những cái lúc như thế tớ rất là muốn chăm sóc cho Tú để cho bạn ấy cảm thấy được quan tâm chăm sóc, cũng như là mình đã cho đi cho những người khác. Chúng mình thì thật ra là học cấp 3 cùng nhau, thế là cùng trường nhưng mà khác lớp. Nhưng mà yêu nhau thì tính đến nay mới chỉ được có khoảng 1449 ngày. Sau khi học cấp 3 xong thì bọn mình cùng sang Đức, nhưng mà cũng chả gặp nhau ở Đức lần nào cả. Từ ngày xưa là Quyên rất là hiền, dễ bắt nạt. Còn bây giờ thì cũng hiền mà mình bị bắt nạt chứ không còn bắt nạt được nữa. Just be with me, just be with me, just be with me. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em trở nên hoàn thiện hơn, tự tin hơn, tình cảm hơn và biết quan tâm chăm sóc người khác hơn. Thì em luôn luôn nói với mọi người rằng là không phải là đúng người đúng thời điểm, mà chỉ cần đúng người thôi thì thời điểm nào cũng sẽ đúng. Và em sẽ cố gắng nắm tay anh đến cuối cuộc đời để cùng nhau đi qua những niềm vui nỗi buồn, cùng nhau che mưa che nắng, luôn luôn bảo vệ và yêu thương nhau như hai đứa vẫn luôn làm. Yêu anh. Anh nguyện sẽ mãi yêu em, dù thời gian làm chúng ta già đi. Anh sẽ vẫn luôn là người luộc trứng đánh gió cho em khi em ốm. Anh sẽ luôn là người cho em dựa vào để khóc mỗi khi em cần. Anh hứa bàn tay này sẽ nắm lấy tay em để cùng nhau trải qua những niềm vui, những nỗi buồn trong chặng đường tương lai sắp tới. Anh yêu em. I will stand on your border and I'll search through the clouds. Yeah, we left New York City with our wings. Lời chúc hai con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm. Mong rằng là hai vợ chồng sẽ luôn luôn chia sẻ với nhau tất cả những vấn đề trong cuộc sống. Hạnh phúc lâu dài. Đồng con. Tú ơi, hàng lấy rồi nhưng trả lại.